Khắc Long mến chào các cô chú anh chị đang xem kênh Khắc Long TV. Vâng ạ, hôm nay Khắc Long cùng gia đình xuống Rạch Giá, Kiên Giang và vào thắp hương và tham quan ngôi chùa Tam Bảo ở Rạch Giá. Vâng ạ, Khắc Long xin kính mời các cô chú anh chị đồng hành cùng gia đình Khắc Long vào tham quan và thắp hương chùa Tam Bảo. Ngôi chùa nằm đường mặt tiền Sư Thiện Ân số 03. Vâng, đây là cánh cổng ngôi chùa. Vâng, Khắc Long xin mời các cô chú anh chị vào tham quan và thắp hương. Vâng, kính thưa quý vị, theo Khắc Long được biết thì ngôi chùa Tam Bảo này trước là trụ sở liên lạc của xứ ủy Nam Kỳ từ năm 1941. Chùa Tam Bảo Rạch Giá này là được xây dựng năm 1802 và trùng tu lại năm 1915 và 1917. Ngôi chùa là ngôi chùa cổ của tỉnh Kiên Giang do Hòa thượng Nguyễn Văn Đồng, pháp danh Thích Chí Thiền, hiệu Hồng Nguyên đời 39 dòng Lâm Tế về đây trụ trì và gia công tôn tạo ngôi chùa thêm phần trang nghiêm như ngày hôm nay. À, kia là các sư thầy đang cất dọn sân chùa. Trước mặt chúng ta đây là Phật A Di Đà và hai bên là hai mẹ Quan Âm Bồ Tát, được dựng nghiêm trang trước sân của chùa. Ba con tượng là được đúc bằng đá.
Vâng, kính thưa quý vị, đây là bảo tháp xá lợi ở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, 41 vị tỳ kheo. Vâng, phía trên cùng là tượng Đức Phật A Di Đà, ở phía dưới là tượng Đức Phật Thích Ca, và hai bên là hai vị Bồ Tát. Trước mặt chúng ta đây là Phật Di Lặc Bồ Tát. Vâng, kính thưa quý vị, trước mặt chúng ta đây là tượng Đức Sư Tổ Đạt Ma. Và đây là Ngọc Hoàng. Bên phải bên trái Ngọc Hoàng là vị Nam Tà Bắc Đẩu. Vâng, kính thưa quý vị, đây là Phật Chuẩn Đề. Vâng, kính thưa các cô chú anh chị, lịch sử chùa Tam Bảo Thạch Giá là chùa Tam Bảo, là ngôi chùa cổ của tỉnh Kiên Giang, được xây dựng từ năm 1802 đến năm 1913 thì được Hòa Thượng Nguyễn Văn Đồng, pháp danh Thích Chí Hiền, hiệu Hồng Nguyện, đời thứ 39 Đồng Lâm Tế về đây trụ trì, gia công tạo ngôi chùa thêm phần trang nghiêm như ngày hôm nay.
và vào năm 1939 và năm 1940. Chùa Tam Bảo là một trong những cơ sở hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, là điểm họp bí mật của Đảng, là nơi sản xuất cất giấu vũ khí, nơi in truyền đơn và là đầu mối giao liên giữa xứ ủy Nam Kỳ với tỉnh ủy Rạch Giá. Chùa Tam Bảo được công nhận là di tích lịch sử văn hóa theo quyết định số 191 ngày 22 tháng 3 năm 1988. Bán ra số có cái xe đẹp đấy. Lâu rồi, 10 năm rồi. 10 năm rồi. Này mua bao tiền? Là người ta tặng hay mình mua? Tặng 2010 đó chứ tính. 2010 nè. Bình này chắc mua mới đúng không? Hai bình à? Bốn bình. 4 bình. 5 năm vậy mới hay. À. Lần bình có 400 rồi bình lên. Cô gần đây không? Cô nhà gần đây không? Gần cổ số 2 đến. À, nhà đây à. Ngày bán ngày nay bán được mấy trăm tờ rồi? Trời ơi, bán bao nhiêu là bán tới ngày mai. Cái này là vé ngày mai chứ không? À, vé hôm nay bán hết rồi đâu? Hả? Vé hôm nay bán hết rồi. Bán ngày hết dầu rồi, cái này rảnh ngày bán chiều này là rồi bán ngày mai nữa. Bán một ngày thường thường một ngày bán được mấy trăm tờ? Có nhiêu đây nè, bán mấy ngày mai đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 tờ. 120 tờ là được 120 nghìn à? Có chỗ lãnh giá 90, có chỗ lãnh giá 88. À. Ta lấy cái số đẹp thì ta lấy chơi giá 90, còn mình lãnh số gì thì nó đưa 88. Cô bán vé số được bao nhiêu năm hả? Cả chục năm, hơn cả chục năm. À, vậy. Trước là cái xe này đó. Dạ, hồi trước đi chiếc xe kia là xe đẩy, rồi chế lại đi với nó gãy. À, có cái này tiện, cái này điện nó tiện. Còn nó đẩy không đẩy được xa. Lắc vậy nó lói cái lưng nó sưng lên nó kẹo cái lưng nó rồi cái mới trắng qua xe điện nó nhỏ em cho bệnh nó cho à. Mua cái bóng bóng gì này gắt vô đó chứ đâu phải tự nhiên mà có cái này đâu. Còn này kia người ta xịt sơn sơn chai đó rồi nó xịt đó. Đâu sao này có đài gì cháu mua cho. Dạ mua đi chứ. Mới gì đây sổ số Cần Thơ. Cần Thơ hai này thôi này chút này mỗi cái hai tờ đi một này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mỗi cái một tờ. Chúng được tỷ 8 rồi. Nhiều quá tiêu không hết. Lúc này bán chúng tôi hẳn từ ra bán vô Kiên Giang. Kiên Giang cái 6 triệu rồi. Dạ. Nhậm khi nó vô lô mạng từ lúc cô bán vé số giờ đã ai chúng đầu đắt chưa? Chúng chưa có đặc biệt mà ăn ủi lô 20 triệu là mười mấy năm rồi mà. Mười mấy năm rồi mà chưa có người nào chúng giải đặc biệt. Chưa ăn ủi không anh? Ồ. Nó vô cái nó ăn ủi là nó chặt con vậy đó. À.
cậu mong cho người ta trúng đó. Đúng rồi, người ta trúng người ta mới đi cho mình với tiền đỡ khổ. Vừa lại với chợ Phật mình xin cái tài bán người ta trúng. Dạ. Bán người ta trúng người ta gặp cái số mình mua. Bán trúng mấy người khách đi đường mà. Tại mình đi ngoài lộ nè. Dạ đúng rồi, đi đường thì người ta không biết mình ai để người ta cho. Chính này đại Kiên Giang đi bán được trúng 2 triệu đồng. À. Hồ chín á. Mà mới biết bán số không biết, tưởng là số 399 cao, không ai nhìn ta mua. Lúc sống ít nhiều cũng có sai. Xin cùng tất cả thảy ai ai thân này sai phạm chi chi đó mong được thứ tha lỗi những ngày. Địa ngục thiên đường cũng tại tâm khổ đau chìm đắm bởi mê lầm lão phiền tước bỏ bồ đề hiện chẳng nhọc tây phương chạy kiếm tầm. Vâng, kính thưa các cô chú anh chị, vừa rồi chúng ta được vào thắp hương và tham quan ngôi chùa Tam Bảo ở Rạch Giá Kiên Giang. Vâng, mong quý vị cô chú ủng hộ kênh Khắc Long bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và bấm chuông. Vâng, Khắc Long xin kính chào các cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.